hello xin chào anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh cầu bóng văn khánh của mình à, thì ngày mai đấy việt nam chúng ta sẽ tiếp đón à, à, sẽ đến làm khách trên sân của thái lan trong cái trận chung kết lượt đi à, lượt về à, mình nghĩ là việt nam đã thể hiện những cái sự yếu kém sự là yếu kém với hàng thủ <laughs> à, mặc dù đấy thi đấu cực kỳ tốt ở hiệp một và dẫn trước với tỷ số 1-0 ở hiệp 1 rồi. Nhưng mà sang hiệp 2 thì lại để thủng lưới tới hai bàn. Và hai bàn thắng đến gần như là cách nhau không quá xa và đều là những sai lầm của phòng thủ. Hàng thủ của Việt Nam đang cực kỳ tệ Biệt là phía cánh phải Rất là may mắn thì Việt Nam cũng đã um, Kịp gỡ hòa Ở những phút cuối Đấy, với tỷ số 2 đều Thì với cái uh, Việc mà Để cho Thái Lan có được lợi thế Đấy, trên sân nhà của mình như vậy Thì sang đến ngày mai Chúng ta sẽ phải uh, đến làm khách Trên sân của Thái Lan uh, Đội hình ra sân mình nghĩ Cũng vẫn sẽ giữ nguyên như vậy thôi Chỉ thay đi một số những cầu thủ Chơi nơi hàng thủ Mình nghĩ nên thay Đấy Uhm, thằng thủ cực kỳ tệ anh em nhé, đặc biệt là phía cánh phải, bên phía của tấn tài là là Đông hùng hùng mạnh, duy mạnh cực kỳ tệ. À, với cái đội hình ra uh, sân như thế này thì Thái Lan gần như là đã họ đã hướng tới một cái kết quả làm sao mà không bất lợi nhất cho mình rồi, nhưng cuối cùng thì họ lại có được cho mình cái uh, lợi thế trên sân nhà của việt nam đấy tận phút thứ 88 thì vũ văn thanh mới có được một cái bàn là, 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 san bằng tỷ số và rất là may mắn cho đội tuyển việt nam khi ở những giây cuối cùng đấy cái đợt phản công của việt nam của thái lan không đâm cho việt nam thêm một bàn nữa anh em nhé à, những cái cơ hội cực kỳ nguy hiểm như là cái cú uh, sút À, chạm cột à, chạm góc của khung thành đấy thì phát đấy mà chỉ cần xuống một chút chút thôi thì vẫn văn lâm cũng bó tay thôi anh em ạ đấy, bàn thắng rất sớm của tiến linh bàn thắng cực kỳ đẹp khi mà tiến linh lao vào đánh đầu kiểm soát bóng 54% phần trăm đấy và để thua thì à, sang đến trận làm khách trên sân của Thái Lan À, mình nghĩ đội hình sẽ có một vài sự thay đổi đấy bác hàng Seo sẽ ông à, luyện viên Bắc xeo sẽ có những sự thay đổi về nơi hàng phòng thủ để tăng cái phòng thủ của Việt Nam lên à, chúng ta xem luôn qua kèo chứ còn à, Thái Lan Việt Nam kỳ Phung địch thủ rồi không có quá nhiều thứ để chúng ta nói đến à, hai đội à, gặp nhau 6 lần gần nhất thì 4 trận Hòa và mỗi đội dành cho mình được một chiến thắng Việt Nam chúng ta có 3 bàn thắng, trong khi đó thì 6 trận. Thái Lan có 4 bàn thắng. 2 thẻ vàng cho Thái Lan và 3 thẻ vàng cho Việt Nam. Trận đấu này mình nghĩ sẽ cực kỳ gay gấn Hiện tại thì Thái Lan đang được đánh giá là cửa trên và chấp 0.5. Đánh cho Thái Lan thì anh em ăn 1.05 và đánh cho Việt Nam thì anh em ăn 0.79. Như vậy là nhà cái đang đánh giá là Việt Nam có cái tỷ lệ thắng cao hơn đấy trong cái mức cực chấp này. Với mức cực chấp 0.5 thì đây là nhà cái đang đánh giá là Việt Nam chúng ta có tỷ lệ chiến thắng trong trận này cao hơn anh em nhé. Nhưng à, chúng ta phải chiến thắng với tỷ số 1 0 hoặc 3 đều hoặc là chiến thắng với tỷ số 2 0. Đấy, cách biệt ít nhất hai bàn thì chúng ta mới À, hoặc là hòa trên 3 bàn từ 3 bàn trở lên thì chúng ta mới đã lên được cái ngôi vô địch đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn cho Việt Nam anh em nhé tài xỉu trận này là 2.0 thay vì 1.75 như trận trước đấy đánh xỉu thì anh em ăn 0.86 và đánh tài thì anh em ăn 0.96 à, mình nghĩ với việc là huấn luyện viên Marcel sẽ cải thiện phòng thủ kỹ thì Việt Nam chúng ta đấy um, trận này Việt Nam chúng ta buộc phải tấn công rồi dương lên tấn công sẽ sơ hở rất là nhiều ở nơi phòng thủ không biết là huấn luyện viên Bắc hang Seo đã có cái phương án gì để có thể gia cố phòng thủ chưa khá là khó trong trận đấu này đấy anh em ạ nhìn cái tài hai thì khá là ngon rồi mà mình uh, lại đang có thiên hướng về cái tỷ số một công cho Việt Nam hoặc có thể là một tỷ số hai đều như trận trước để làm sao mà việt nam và thái lan có thể đi vào hiệp phụ cũng như là luật đá pen uhm, cái kịch bản đấy cũng có thể xảy ra à, chắc chắn rồi trong những trận đấu như thế này mình sẽ đi ủng hộ việt nam à, mình sẽ ủng hộ việt nam mức à, cái mức chấp 0.25 này thôi Đấy Vừa là ủng hộ Vừa là đầu tư luôn anh em nhé Đấy mình tin rằng huấn luyện viên Park Hang với những cái về dày kinh nghiệm của mình đấy sẽ giúp cho Việt Nam giành được một cái chiến thắng ít nhất là tối thiểu 1-0 trước đội tuyển Thái Lan trong cái trận đấu này. Đấy, mình sẽ đi cho Việt Nam ở mức chấp 0. Chấm, được chấp 0.25 này anh em nhé. Với mức kèo tài xỉu thì anh em mình nghĩ anh em không nên chơi trong trận đấu này chúng ta sẽ chơi những cái mã kèo khác à mã kèo thẻ trận đấu này sẽ lắm thẻ anh em nên đi thẻ cho Việt Nam trong trận đấu này ở mức chấp 0.5 toàn trận cũng như à mức chấp 0.25 ở hiệp 1 mình nghĩ là hiệp 1 Việt Nam sẽ có thẻ luôn đấy tại vì Thái sẽ dồn lên tấn công lấy lại thế trên sân nhà ngay từ hiệp 1 luôn thì à, trong đầu nửa đầu hiệp 1 mình nghĩ là Việt Nam sẽ phải hoàn mình mà chống đỡ những cái đợt tấn công của Thái Lan anh em nên đi thẻ cho Việt Nam ở hiệp 1 thậm chí anh em có thể nghĩ đến cái tài thẻ 1.5 anh em nhé có thể nghĩ tới đấy tại vì Việt Nam các con hàng mình sẽ liệt kê một số con hàng đang có rất là lắm thẻ của Việt Nam như kiểu Hoàng Đức này Văn Toàn hay Văn Thanh à, đều có cho mình hai thẻ vàng riêng Văn Toàn thì có cho mình thêm một thẻ đỏ nữa đấy tiến dũng và ngọc hải cũng đã có cho mình một thẻ vàng rồi à, bên phía của thái lan thì à, con hàng demit đã có cho mình một thẻ đỏ à, hapcon đang có cho mình hai thẻ vàng a à, bumathan đang có cho mình hai thẻ vàng à, à, phala đang có cho mình một thẻ vàng và Kenya um, đang có cho mình một thẻ vàng À đội đều rất lắm thẻ anh em có thể nghĩ đến cái tài thẻ toàn trận này nữa nếu Việt Nam đi ghi bàn sớm anh em có thể dùng luôn cái tài cái 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 thẻ cho Thái Lan dùng à, dùng luôn thẻ cho Việt Nam anh em nhé kể cả là Thái Lan hay Việt Nam ghi bàn sớm thì anh em đều có thể dùng thẻ cho Việt Nam được trận này Việt Nam sẽ dốc toàn lực để có thể làm sao mà chia tay HLV Marcel một cách nó toàn vẹn nhất anh em nhé. Mình nghĩ là các cầu thủ sẽ đá với 200% sức lực của mình Để có thể có một cái chiến thắng Hay một cái chức vô địch Đấy gửi tặng đến người thầy của mình Dẫn dắt đã Dẫn dắt đội tuyển Việt Nam rất rất là lâu Đi đến rất là nhiều thành công anh em nhé Cực kỳ nhiều cảm xúc với ông bác Hang Seo Mình sẽ xem xem nhà cái đang đánh giá tỷ số Bao nhiêu đang là Cái tỷ số dễ xảy ra nhất anh em nhé thì tỷ số 1 0 cho đội tuyển Việt Nam đang là cái tỷ số mà nhà cái đánh giá là sẽ dễ xảy ra nhất uhm, À không, tỷ số 2 0 cho Thái Lan anh em ạ Rất là buồn khi nhà cái đánh giá như vậy à, Mình sẽ đầu tư vào hẳn mã 1 0 và 2 0 cho đội tuyển Việt Nam luôn Đấy, mình có thể nghĩ đến một cái mã kèo hai đều như trận lượt về Của phần Việt Nam Đấy mình sẽ đầu tư những cái mã đấy con góc và góc thì anh em nên đầu tư cho góc cho Thái Lan đấy là sự thật đấy về đến sân của Thái Lan nó sẽ rất là khác anh em nhé anh em nên đầu tư góc cho Thái Lan ở mức chấp à mà không chúng chưa chắc là Việt Nam cũng sẽ dồn lên tấn công ngay từ đầu đấy nhưng mình nghĩ mà với lợi thế sân nhà thì Thái Lan sẽ có nhiều đợt tấn công hơn thì anh em có thể ghi cái góc cho Việt Nam Thái Lan ở hiệp 1 với mức chấp là 0.5 Đấy Và chúng ta sẽ ngồi zoom góc thôi Ê, ừ, Xỉu hai tài góc thì trận trước ít góc Chưa chắc trận này đã ít góc đâu, anh em nhé Đấy Tại vì hôm nay trận này mình nghĩ là đến uh, Cuối hiệp một nửa cuối hiệp 1 là hai đội sẽ đá đôi công với nhau rồi Là một đội Việt Nam đâu còn gì để mất đâu anh em Đấy, à, để không có được cái lợi thế trên sân nhà trận trước thì trận này buộc chúng ta phải dốc toàn lực rồi. Ok thì à, có lẽ là đấy là tất cả những cái mã kèo mà khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái trận đấu à, giữa Thái Lan gặp Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc mà à, 19 giờ ngày mai đúng không em? 19 giờ 30 ngày mai. À, thì ngoài ra hôm nay cũng còn rất là nhiều đấy mình nói rồi rất là nhiều các trận đấu thậm chí hôm bây giờ đang à, chuẩn bị. Uh, Lazio và Sassuolo chuẩn bị đá rồi và Lin và Choi cũng chuẩn bị đá đấy. Sassuolo và Lazio bắt đầu đá anh em nhé. Đầu tiên uh, thì trận này mình không chơi. Đấy mình uh, nhận định cho Lazio nhưng mà Sassuolo đá trên sân nhà cũng cực kỳ khó chịu anh em nhé. Và cái phong độ hiện tại của Lazio trên sân khách cũng không được tốt nên trận này mình sẽ không chơi. Đấy có anh em xin kèo thì mình chỉ nói là mình rất là thích Cái tài trong trận đấu này. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Ok thì khánh xin kết thúc cái video này đây thôi. À, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo và chúc cho đội tuyển Việt Nam chúng ta ngày mai à, sẽ có một cái chiến thắng cách biệt trước đội tuyển Thái Lan để bước lên ngôi vô địch AFF Cup anh em nhé.